Chào các bạn nhé, hôm nay mình lại vào cái phân khu kinh đô ánh sáng để quay cho các bạn một căn biệt thự liệt kề ở đây. Nhưng mà hiện tại thì cũng chưa xây đến bậc cầu thang để đi vào. Thế còn ở phía trước của chúng ta đây sẽ là một cái quảng trường kinh đô ánh sáng với tượng đài Nữ thần ánh sáng cao 50m, diện tích rất rộng, điểm nhấn của dự án. Tức là cái phân khu kinh đô ánh sáng này thì có một cái trục phố đi bộ, tuyến phố đi bộ đi thẳng từ dưới chỗ đường 30 đại dương 30m đi lên đến trung tâm thương mại. Đấy, Megamall. Thế còn đâu ở đây, giữa đây là một cái quảng trường ánh sáng rất là tuyệt vời, độc đáo, đặc sắc. Và đây là những cái vị trí này sẽ là một tâm điểm của dự án, đem lại cho quý cư dân, những nhà đầu tư và sở hữu gần đây những tiện ích, vị trí độc tôn, nắm giữ những báu vật sinh tẻ. Thì các bạn sẽ nhìn đây, cái tuyến đường này thì cũng chủ đầu tư đã trồng cây rồi. Đấy, và một số các căn thì các bạn chú ý là khi mà chúng ta ở những cái căn góc này, nó khác với phân khu Trà Là nhé. Đây, kinh đô ánh sáng thì thiết kế theo ngôn ngữ Pháp cổ, kiến trúc ngôn ngữ Pháp cổ. Thì nếu mà chúng ta lấy một cái căn xẻ khe này thì là bên cạnh thì nó liền áp liền xẻ khe thì nó lại khác. Đi vào căn thứ ba thì nó có vẻ độc đáo, đặc sắc hơn. Đấy, ví dụ như những căn này. Đấy, thì nó khác nhé, khác này. Thì bây giờ ví dụ như ở cái căn này, bạn mà chọn được vào vị trí này thì đúng là ban công của mình nó sẽ khác. Nhưng về cơ bản nhất thì cái gì nó đi với giá thành thôi, nó là về diện tích xây dựng đó nhé. Thì chúng ta sẽ đi vào đây, căn này. Đây. Đây, cái thông số của căn thì mình sẽ để ở phần mô tả nhé. Đấy. Đây, cửa này. Thì cửa sẽ là cửa kính, sau này nó xong này có cửa. Đây. Thì cũng như cái shop house 70m ở phân khu Trà Là 5 và Trà Là 15 ấy, thì chủ đầu tư thiết kế cầu thang như thế này để tối ưu hóa cái diện tích công năng của căn biệt thự của chúng ta. Đấy, đằng sau thì mô típ chung là sẽ để lại cái khoảng không lưu không là 2m với cùng với cái mặt tiền trước. Nên là nếu như mà các bạn ngày xưa các bạn mua phải căn 48 ấy, các bạn cứ tưởng mua xây hết diện tích, không phải. Chủ đầu tư luôn để cái này để các bạn có thể làm sân vườn hoặc là một số các tiểu cảnh đằng sau, hoặc có thể là thiết kế mái ra xong là để ra 20 phân để nước giọt nước rơi vào đất của nhà mình, tiếng trời tùy. Cái đấy cũng là một cái khoảng cách không gian mà nhiều người thì mình cũng đã biết là nhiều nhà thiết kế về thiết kế lại rất là đẹp ở cái không gian đằng sau đấy. Có khi các bạn cũng để trồng cái dạng cây, dạng chuối 20 phân thôi đấy, hoặc là cái bể cá cảnh, cá koi đấy. Thì như ở Ocean Park 1 hoặc là Riverside mình cũng đã được tiệm cận những việc đấy. Bây giờ chúng ta sẽ đi lên trên này. Đây, tầng 2 thì với cái không gian này, cái cửa kính thì không để mái vòm thẳng về sau. Thì mình cũng hay thiết kế, thấy mọi người hay thiết kế là cái mái rèm là hai lớp, đôi khi có những người còn rèm cả auto tự động nữa, đúng không? Lên tầng 2 đây, có một cái chiếu nghỉ này cũng hợp lý này. Các bạn mua và thường thì mình đang thấy là mọi người có hay cái thiết kế vấn đề của đây là lặt thang máy, nhưng mà mình cũng quen những đơn vị mà các bạn đã xử lý những cái vấn đề này quen rồi, cái đấy nó không phải là vấn đề đâu. Đấy, về gia chủ chúng ta xin cái bản AutoCAD, thế xong là các bạn thiết kế, bạn có chuyên môn bạn sẽ làm lại, chỉ có điều là chúng ta sẽ mất một cái phí tháo dỡ nữa. Một số cái những căn về sau này thì chủ đầu tư cũng gọi điện là gửi email là nếu mà chưa xây ấy, theo tiến độ chưa xây thì chủ đầu tư hoàn lại tiền. Cái đấy cũng rất là thuận hơn, mình nghĩ là thuận hơn. Còn nếu cái này đã xây rồi thì thôi, chúng ta cũng đằng nào cũng vẫn phải xây, mà trong tiêu chuẩn xây dựng là bên an ninh ấy, họ yêu cầu là phải có thang bộ để tránh cái công việc là phòng cháy chữa cháy. Đây, phía trước mặt của chúng ta đây thì tầng này, tầng 3 thì cái cửa kính mái vòm có vẻ nhìn có vẻ là nhìn thấy một nét đẹp đẽ hơn, uyển chuyển hơn. Đây, chúng ta đi ra phía trước này là quảng trường kinh đô ánh sáng với một tiến độ thi công hết sức tấp lập. Đấy, bạn nhìn này, đây, ban công của chúng ta, ban công nhà hàng xóm đây. Sau này về mà có những cái cây hoa nữa thì là tuyệt vời, đúng không? Quảng công trường rất là tấp lập nhá, các bạn nhiều đâu đó là đây, ngày nào mình cũng ở đây, như buổi sáng mình ở Ocean Park 1 và buổi chiều mình xuống Ocean Park 2. Đấy, bạn nhìn thấy không? Đấy, sau này vị trí lại đây, quảng trường kinh đô nữ thần tự ánh sáng đến đây rồi.
thấy đây rồi. Đấy, bạn thấy không? Đấy. À, xuống đây mới thấy sức sống của dự án. Đây, ok. Bây giờ chúng ta đi lên bên trên. À, các bạn thấy là cái này không? Là họ khi mà họ cứ để mở ra này, họ xây cả tòa. Sau đó thì là xây xong thì họ vít vào. Thế là nhiều lúc chúng ta nhìn thấy bàn giao có cái nét vữa nó có thể là chưa khô. Nó khác với các nét vữa khác đúng không? Đây. Đằng sau này tầng này thì có hai cửa sổ. Đấy. Chúng ta đi lên tầng trên. Đây, tầng trên này thì cũng đây. Đấy, thì đây. Cũng có hai cửa sổ đằng sau này. Phòng này cũng rất là rộng. Căn này mình nghĩ là diện tích phù hợp. Người ta yêu đấy, nhìn thấy yêu luôn đấy. Mỗi tội là có đủ tiền hay không thôi. Quảng trường này thì nó là vị trí độc tôn rồi. Đây, các bạn nhìn ra phía trước này. Cái cửa tầng 2 thì là không có mái vòm vòm này, trông có vẻ không được uyển chuyển, duyên dáng lắm. Nhưng cửa số 3 này, tầng 3 và tầng 4. Đấy, thì đây, chúng ta ra đây. Đấy, rất là đẹp đúng không? Đấy, tuyệt vời đây này. Những khung cảnh này mình nghĩ rằng là bốn phía này thì bạn sở hữu tài sản ở đây thì mình đánh giá vào trong lịch sử thì đều là báu vật sinh tiền cả. Đây, đây, nhà thầu Hòa Bình đang thi công nhá. Ở dưới này là tầng hầm để xe, một tầng hầm để xe thôi nhá. Đấy, đây, đang nhìn này. Đây, ok chưa? Đấy, hầm để xe này, đang từng cái những cái điểm đi lên, với các tiểu cảnh này. Những cái kèm theo này, những cái chi tiết thiết kế về cái này, concept thiết kế thì chủ đầu tư cũng chưa ban hành, nhưng mà mình thấy ở trên cái bản vẽ mà cái tài liệu bán hàng ấy thì rất là đẹp đấy. Đấy, và thực tế là mình thấy là trong cái phân khu Trà Là các bạn sẽ thấy đấy, mỗi một lần vào công viên ấy, đúng không, đấy, nó là thực tiễn thôi. Mình nghĩ rằng là mình cũng luôn thường dành cho một cái từ gọi là chủ đầu tư luôn làm tốt hơn kỳ vọng. Ok, ăn không rồi, và chúng ta đi lên tầng trên. Cái này chắc mình đoán là độ khoảng 2-3 tuần nữa thì bàn giao thô thì các bạn cũng sẽ nhận được những cái điện thoại hoặc email từ chủ đầu tư. Ok, đây, lên bên trên. Thì kiến trúc của Kinh Đô Ánh Sáng là kiến trúc Pháp cổ, nên là bởi vậy là nhìn này. Và có kết hợp, bạn nhìn thấy ở cái bên dưới ấy, nó sẽ khác, nên cái này nó rất là duyên, đẹp. Nhìn thấy ở đâu đó nhìn như là những cái tòa nhà Thành Thắng này, hay là nhà hát lớn này, hay là các cái nơi những nhà cổ ở bên Hà Nội ấy, của Pháp đấy. Thì cái kiến trúc này nó như vậy. Ok, đây bạn ra đây đấy. Đây xem nào. Thì trên này thì mình nghĩ rằng là cái này mà sửa lại cái nhiều theo ý tưởng, nhưng mà cũng chắc là trên này cũng sẽ để cái các cái điều hòa đúng không, hoặc là ai đó thì cũng có thể là làm ra cái sân vườn. Nhưng mình nghĩ là ở đây đắt cái này này, bạn sửa lại cái này. Mình nghĩ cũng rất là chill đúng không? Và các bác lên đây uống trà. Đây, cửa này có khóa nhá. Đấy, các bác lên đây uống trà này. Đấy, view chỗ này. Thế nói chung là một căn của bác bao nhiêu tỷ thì nó nằm rất là đắt ở chỗ đoạn này. Đúng không? Ok chưa? Đấy, giống như là xe ô tô ấy, chúng ta bóc được cái này. Đấy, bóc lên lớp này. Đấy, bạn thấy không? Lớp ni lông này. Đấy, còn bên ngoài nữa. Đấy, thì bà sẽ đem đến cho bạn một cái tầm nhìn đẹp hơn nữa, đúng không? Đấy, nó thật hơn, trung thực hơn. Thế còn cũng có thể đặt những cái máy quay ở đây. Đấy, những cái điều tuyệt vời nhất, đúng không? Đây, bạn nhìn này. Đấy, thì về cơ bản nhất thì phân khu này đã xây theo cái trục dãy này thì đã hoàn thiện. Và mọi người cũng sắp được nhận được những cái cuộc điện thoại để bàn giao thô. Tôi giật bạn, chắc là ngắn thì đằng trước thôi. Cửa sau này thì chắc không, hoặc là trên này sẽ một cái không gian phòng thờ, mình cũng rất là thấy là uy nghiêm, đúng không? Thế còn dưới này, ở đây thì giá trị tuyệt vời rồi. Mỗi một phân khu, mỗi vị trí nó sẽ đắc địa, nó là tài sản sinh tiền. Đấy, mình cũng có một số người tìm hiểu, cũng có một số người là có những thương vụ đầu tư, họ cũng cần những cái thanh khoản tùy. Thì các bạn cần tìm kiếm những cầu đầu tư, và thậm chí là gửi bán hay cái gì đấy, thì các bạn có thể inbox cho mình, số điện thoại của mình là 090 115 6856. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.